Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi, Sơn đây. Và chào mừng các bạn đã đến với một video mới của Sona Việt Hightech. Trong video lần này, Sona Việt Hightech sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng một trang web cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là dành cho các thầy cô giáo dạy môn hóa học. Đó chính là trang web GoReact. Và không để mọi người chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem giao diện của trang web là như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy, thì trang web có giao diện chủ đạo là một bảng tuần hoàn nguyên tố với đầy đủ các nguyên tố khác nhau. Tiếp đến, đó chính là phần lựa chọn góc nhìn khác nhau của bảng tuần hoàn. Trong lựa chọn này, các bạn có thể lựa chọn cách nhìn khác nhau của bảng tuần hoàn có các nguyên tố như sau. Nếu bạn chọn vào Atomic ở đây, như tôi đang chọn, thì các bạn sẽ có thể thấy được nguyên tử khối của tất cả các nguyên tố hóa học. Nếu các bạn chọn sang Ionic, ở đây bảng tuần hoàn nguyên tố sẽ chuyển sang một dạng khác, thể hiện rõ ion của từng nguyên tố hóa học là như thế nào. Và nếu bạn chuyển sang Lewis Dot, thì ở đây bạn có thể thấy được các bảng nguyên tố hóa học đã chuyển sang một dạng thể hiện các electron của các nguyên tố hóa học. Tiếp đến, các bạn sẽ chú ý thấy một khu vực ở dưới với tên là Reaction Area. Ở đây chính là khu vực bạn sẽ tạo nên các thí nghiệm khác nhau với các nguyên tố hóa học đã được cung cấp sẵn ở trên. Việc các bạn cần phải làm đó chỉ là kéo thả các nguyên tố hóa học bạn muốn phản ứng với nhau vào trong ô này. Và sau đây sẽ là ví dụ. Như các bạn thấy ở trong ví dụ vừa rồi, thì trang web còn có một vài tính năng khác rất đặc biệt hỗ trợ cho các bạn, đặc biệt là thầy cô khi sử dụng các tính năng trên trang web này. Đầu tiên, bạn có thể thấy được rằng khi các bạn nhấn vào một nguyên tố bất kỳ, thì trang web sẽ hiện lên những thông tin rất cụ thể của nguyên tố đó và thông tin thực tế trong cuộc sống là như thế nào. Thứ hai, đó là khi các bạn thực hiện kết hợp các nguyên tố hóa học với nhau, thì trang web còn sẽ hiện lên những gợi ý là bạn nên kết hợp nguyên tố nào với nguyên tố nào và để tạo ra hợp chất gì, và có cả hướng dẫn ở đây. Và thứ ba, như các bạn thấy, đó chính là khi các bạn kết hợp ra một hợp chất nào đó đặc biệt trong cuộc sống có ứng dụng thực tế, thì trang web sẽ hiện rõ hẳn những hình ảnh, video sinh động và thực tế về ứng dụng của hợp chất này trong cuộc sống. Trong quá trình sử dụng, nếu các bạn đã tạo nên rất nhiều hợp chất trong khu vực phản ứng hóa học của mình mà không còn chỗ nào khác để có thể tạo thêm các phản ứng hóa học mới, thì bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ đi các hợp chất này bằng cách kéo thả chúng vào trong ô thùng rác bên cạnh. Và sau đây sẽ là ví dụ của một hợp chất mà trang web hỗ trợ cả video rất sinh động về hợp chất này trong thực tế là như thế nào. Và cuối cùng là một chức năng khác của trang web, đó chính là chức năng nằm bên tay trái của góc màn hình của tôi đây. Trong chức năng này thì các bạn có thể thấy được trang web có một vài các cái lựa chọn cho các bạn chọn. Đây là gì? Đây chính là những kế hoạch lên sẵn của trang web giúp các bạn tạo nên các hợp chất khác nhau dựa theo các chủ đề khác nhau đã được lên sẵn. Ở đây sẽ có tổng cộng 5 chủ đề lên sẵn bởi trang web. Đó là các chủ đề liên quan đến các hợp chất như các hợp chất liên quan đến thuốc vệ sinh răng miệng, vệ sinh cơ thể hàng ngày, các hợp chất liên quan đến các vật dụng gia đình, các hợp chất tạo nên các cơ quan bộ phận của xe máy, xe ô tô, các hợp chất có trong thiên nhiên và các hợp chất có trong sản xuất kỹ thuật. Bạn có thể hoàn toàn tự do lựa chọn một trong 5 chủ đề này và làm theo hướng dẫn của trang web để tạo nên từng hợp chất một liên quan đến chủ đề.
Và vừa rồi là tổng quan về trang web GoReact, một trang web hỗ trợ các thầy cô thực hiện các thí nghiệm hóa học với các nguyên tố khác nhau, giúp các thầy cô tạo nên một bài học, bài giảng sinh động hơn, thú vị hơn cho môn hóa học của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, subscribe và chia sẻ nội dung này cho nhiều người được biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.